mà chức cửa xa tầng ớ bằng phần nè. Tại bê lạc đó chân nằm chất sắp bằng bốn. Khi nhóm thảo vô tự tế vĩnh. Khi nhóm nó tập bí nè mai khi nhóm. Bát bục, bát ôn, bát bong, bát ta, bát dì ấy ớ. Bạn này thả bằng phần nè cứ sạp ớ bằng nè. Kê xâm lạp bí nè. Hay nâng có chư sạp ớt ả hà nâng. Bày nè. Nhóm chư chấp khăn bằng phát tì mối cứ chư chấp nâng ca nghe bồ lạc cầm. Tì bí chư chấp nâng ca khôn khang. Tì bay tiết chư chấp nâng ca riêng ca bằng khom chất. Cứ chế ca chư chấp khăn chương kê bằng phát. Hay tì buôn tiết cứ krong kru xa nhóm sạp ớ. Ông chùm lùm chùm ràng vì xâm mánh cơ nông tờ lạ ca Campuchia. Vì chia tờ lạ ca chết đại bằng ca láng đòi cách rôm riêng rồi viên ông ca xã phí chết nâng rí ra thà phí bà Campuchia. Đại trọng bàn bằng ca láng ca phí chân nàm phí bòn và muối bình tọa phí với ca cho cha đòi phía kỳ thường phí nâng ổ rời dạp về đọc chân nàm. Cứ đầm bay thuê giảng na ôi bà chư bò rọt Campuchia nâng bàn xoay rộn ca bứt dự trị thô nâng ca xạp xa muối đại vừa tờ bàn được nông bà tế Campuchia. Bây giờ các cam bảo sự mặc công ad hoc cư chi sự mặc công mối đề ca bí thị mân ú tam lịch ca khlom mới rồi bắt được cắt tiền lại để cắt lang đầm bay thui giống mấy ở phố quật nâng bàn từ tuần dự định thôi khang ông ở phía công ty chuẩn đường cruise chụp này mua này từ là ca các mày gòn đấy cư dân mạng đo nơi ca sự mặc sự muốn đường ca đo bộ đầm miến có đôi chi ca sự mặc sự muốn ở chuẩn đường cruise đại chi đang mình đang đào tạo về nghề tiền lúc vừa đầm na một chỗ rùm sẽ đáp sao là cá hai đường bắt đầu là mấy thứ vì đầm mấy con phía là con ông đầm là cá này cá xoài rộng chưa được thuần ít cả đôi chưa được tùa bàn nơi cả bị cổ lơ chất đầm rùm chưa được thuần sẽ lạc đầy mà có hóm đây là dương thư cá cứ vẹn phòng cho mùi nàng cá rùm chồng này bắt đầu dự định thuần chung tật đầu chân rộng cổ nơi con ông rộ bó mà có hóm tăng bất tất đầm là cá này cá đã bịa đầm nâng cho mốc chạy chữ bì prophet ក្នុង នោះ ជន រង គ្រោះ ធម្ម ណា គាត់ ដាក់ ពាក្យ មក សូម តាំង ខ្លួន ជា ដើម ដំណឹង រដ្ឋ បវេ នេះ អ្នក ខ្លះ សូម តាំង ខ្លួន ជា ដើម ដំណឹង ធម្មតា ឬ ក៏ ជា សាក្សី សម្រាប់ និស្សិត និង បញ្ញា ជន នេះ គេ បាន ដាក់ ពាក្យ ស្លោក គេ មួយ ហើយ ស្រាច់ ថា និស្សិត និង បញ្ញា អ្វី មួយ ដែល ជំរុញ ឲ្យ ខ្ញុំ ចូល រួម với chị đam mình đăng làm bài to cái đây chị muốn nhận đặc nom cam bị chia được tiền bị chia thừa được tài nấy mau bị miên cả ta bay sầm khăn cả ta tì mùi mau bị cường nhóm miên ca chịu chậm cả ta tì pì tiết nhóm chẳng ban giờ tì thò cả ta tì bay cứ chẳng tục vật thì sao thằng ông nó oi mấy chấm non cầu đại ban cầm bông ta cầm bông tục nửa tháng ngày nam mùi đại quạt cầm bông thà nắng ai xoài đỏ cà bận nắng dưới thô chấm bút sạch xa lát và bọc quạt đại ban sập tờ muốn đại quạt xua thà hạt ấy ban chia sầm lập sạch nhiệt quạt hạt ấy ban chia thưa ấy quạt pì ca hạt ấy ban chia đại tơ rôn cam đào rụp quạt miền địa class kỳ do ta sầm lập hay rôm một với nhau quạt xua sầm nu hạt ấy ban chia sầm lập quạt sầm nô tận ơn năng cứ miên nè na mùi bàn đang bị mùi là hạt ấy mê đặt nằm mai cả họ phu cả bệnh năng thế chẳng miên tại tổ la ca thế chỉ nè đèn râu ơi khơi tha ca bật về chẳng mày con miên sật chữ mùi là than chỉ từ tới con ông sật con ca từ tổ bàn bỏ miên sật con ông ca đắng nâu đầm nào bị quạt tổ mục tiết này sẽ là cái đấy nắng sật từ tổ bàn mê thử ý đã ở cái tay sật từ tổ bàn ca chùm lùng chùm ra mùi đòi sẽ lấy tâm trời cho tới thố sự mà việc khen khen cụ cái đấy hai nền sự mùi tiền nữa gọi từ tìm tiền sầm nón làm bài chuẩn chọn chọn nâng sóng nơi chỉ sầm nón suy vấn chỉ bộ phép sầm nón miên lại cái nạn chỉ mình được rút nên sầm hòa phiền
nhóm quan mầm bỏ đầm miền pi sơn lá cái đầy máu nhóm giọt đầm năng tăng ở nơi mà chung bộ quan nhóm lâu đầm miền chìm nửa chặt tháp bộ quát bất chỉ giọt bộ quát bất chỉ đắng phục và ra sầm nuốt đắt nhóm xuống cứ quát chạm mà giáng tiết mau pi sang cái rương tăng ở nơi cứ bộ quát ban tam tam chả bạc lo hơi bộ quan chụp bớt ra lâu rương sinh sinh đã quát mà đại cam chép chép thập tài ban thôi mà lời quan lời bài hát nứng khi nhom chập bàn tràn đá hay vờn từ lọp từ tiệc với nứng khi nhom ngò do chấm nét đằng đằng ngọn nứng do từ phải bom ôn chết biệt hàng mình sẽ co khỏi ấy nứng phải hỏi đằng khiêu sầm phòn nứng tua nịt chi chết ấy quạt sầm lấp mà nô tam bài phai na nuôn chia nứng quạt nô tua nịt chi chết ấy sầm lấp nô đòi vị thi na cướp kia từng ngọn ការផ្សព្វផ្សាយបន្តនេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំថាវាមានសារៈសំខាន់មួយបើសិនជាយើងឡើងចូលសាលាក្តីទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយើងខ្វះថវិកាយើងត្រូវសុំថវិកាគេរាល់ចម្ងល់អីទាំងម្បាលម៉ានយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈមេធាវីរបស់យើងឬក៏តាមរយៈសមាគមអាត់ហុកអញ្ចឹងដូចជាទូសីប្រាក់សណានអីអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍តាមខ្សែរយៈហ្នឹងយើងជួយគាត់នៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រងឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់ជាដើមនឹងរដ្ឋវេនីរាល់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់គឺសមាគមអាត់ហុកជួយឧបត្ថម្ភទាំងសហគយទាំងការស្នាក់នៅក៏ដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពីភូមិគាត់របស់រហូតដល់សាលាក្តីសាលាក្តីនេះពិតជាមានយុត្តិធម៌តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាសាលាក្តីនេះធ្វើការមិនតាន់បានល្អទេព្រោះវាមើលពេកប្រយុទ្ធពេលវេលាអត់រហ័សរហួនហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកឲ្យជន់ជាប់ចោតនឹងត្រូវស្លាប់បាត់ការធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវនេះខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តមួយថាជាការពយាពេលឲ្យជន់ជាប់ចោតយើងមិនមែនថាមិនយុត្តិធម៌ទេវាយុត្តិធម៌ដែរតែមិនតាន់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជាស្ដែងដូចជាអៀងសេរីអញ្ចឹងมันទាន់បានជាប់ទោសជាប់ពៃมันទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចផងស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចជានួនជាដូចជាខៀវសំផនដែលរស់នៅនេះយើងមើលឃើញទៅអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែចាស់ជរាមានការផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយអញ្ចឹងជៀសពីស្លាប់មុនពេលបញ្ចប់ការកាត់ក្តីក៏ថាបានដែរអ្នកខ្លះមានវ័យចំណាស់ដូចគ្នាដែរมันទាន់ដឹងថាកាត់ក្តីនឹងសឬខ្មៅយ៉ាងណាផងស្លាប់បាត់ទៅអាកន្លែងហ្នឹងគេថាមិនសូវជាយុត្តិធម៌ដែរយុត្តិធម៌នឹងមិនងាយរកបានទេបើស្លាប់ក្តីពីពេលចឹងហេតុអីក៏ស៊ីពេលយូរខ្លះនេះជាសំណួរជាប្រចាំដែលសួរជារឿយៗដោយសារនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះដោយគូក្តីស្មារតីគ្នាបែបនេះហើយនីតិវិធីទំហំនៃវិសាលភាពនៃក្រតកម្មវិធំធេងអញ្ចឹងវាស៊ីពេលយូរណាស់ក្នុងន័យនេះជនធម្មតាប្រហែលពិបាកនឹងយល់ថាហេតុអីគេត្រូវចំណាយលុយច្រើនម្ល៉េះហើយយូរយ៉ាងនេះយើងដឹងហើយថាប្រតិបត្តិការទាំងមូលនៃស្ថាប័នដែលមានបុគ្គលិករាប់រយនាក់បែបនេះនឹងដំណើរការនីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញវាមិនងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តទៅវាចប់ភ្លាមៗរយៈពេលខ្លីបានទេយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានគឺអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ដូច្នេះបើគាត់ចូលរួមឃើញការលំបាកអញ្ចឹងវាមានឧបសគ្គអីរារាំងដល់សាលាក្តីអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលយកបានហើយខ្លាចតែគាត់មិនបានចូលរួមទេតែគាត់មិនដឹងអញ្ចឹងតើកាលណាមិនដឹងគាត់ចេះតែស្មានថាចេះថាចោះខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមចិត្តក្នុងចិត្តថាបើសិនជាសាលាក្តីនេះបរាជ័យត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហជីវជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាមួយពួកខ្ញុំជាដើមម្ដង